Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2019 được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Ninh Bình, phân phối với 6 biến thể, giá bán từ 995 triệu đến 1 tỷ 245 triệu đồng. Hyundai Lê Văn Lương xin phép giới thiệu tới quý vị và các bạn Hyundai Santa Fe máy xăng, phiên bản tiêu chuẩn có giá bán niêm yết 995 triệu, thấp nhất trong số 6 phiên bản bán ra tại Việt Nam. Kích thước dài rộng cao của Santa Fe 2019 lần lượt 4.771, 1.890, 1.680 mm, trục cơ sở 2.770 mm. So với bản cũ, xe dài hơn 80 mm, rộng hơn 10 mm và trục cơ sở tăng 70 mm. Tương tự các dòng sản phẩm mới của Hyundai, Santa Fe mới cũng sở hữu đôi mắt HEAT, dây running lights, nối liền với lưới tản nhiệt cỡ lớn cascading grille. Ngay dưới là cụm đèn pha cấu tạo bởi 4 bóng projector và đèn sương mù. Lối bố trí này cũng vừa mới du nhập vào Việt Nam qua một số mẫu xe như Hyundai Kona, Mitsubishi Xpander. Ở phía sau, phần đuôi tạo hình khá bệ vệ mang đến sự vững chãi cho tổng thể. Cặp đèn hậu LED tái thiết kế với phần đồ họa 3D đẹp hơn. Đèn LED báo phanh phụ bố trí ở đuôi lướt gió. Hai cụm đèn phản quang đặt thấp tạo thành 5 vị trí báo hiệu hết sức hiệu quả cho các phương tiện khác. Trải dài thân xe là những đường gân dập nổi dứt khoát, kết hợp cùng vòm bánh lớn và một số chi tiết mạ chrome nhấn mạnh thêm vẻ cao cấp. Phong cách này của Santa Fe được nhiều người nhận định là cá tính và hiện đại hơn nhiều so với bản cũ. Không gian bên trong là một cụm cách mạng lớn, sang trọng và tiện nghi hơn. Khu vực bảng táp lô được thiết kế dạng 3 tầng với điểm nhấn là màn hình cảm ứng dựng đứng. Ngay dưới là các cửa gió điều hòa viền chrome và hệ thống nút bấm chức năng. Chất liệu được sử dụng chủ yếu là da mềm và nhựa cao cấp. Phiên bản Santa Fe máy xăng bản tiêu chuẩn sử dụng ghế da màu đen. Phiên bản Premium cao cấp sử dụng da bò màu nâu. Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập theo tỷ lệ 60-40. Bên cạnh đó, nhờ kích thước lớn hơn mà khoảng để chân ở khu vực này tăng 38mm, khoảng cách đến trần xe tăng 18mm. Việc di chuyển xuống hàng ghế thứ 3 cũng dễ dàng hơn chỉ với một nút bấm. So với bản cũ, hàng ghế cuối trên Santa Fe rộng hơn, phù hợp với chiều cao trung bình 1m70. Khi cần, khách hàng có thể gập phẳng xuống sàn để mở rộng khoang hành lý. Ở vị trí người lái, vô lăng mới bọc da, cảm giác cầm đầm và chắc tay hơn. Các phím chức năng được bố trí hợp lý, trực quan và dễ sử dụng. Hyundai Santa Fe rõ ràng đã có một bước chuyển mình lớn sang thế hệ mới. Thiết kế cá tính và hiện đại hơn tuy vẫn cần thời gian để làm quen. Khoang nội thất rộng hơn, tiện nghi ngập tràn trên bản Premium, nhưng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ trên bản đặc biệt. Bù lại, khả năng vận hành được cải thiện, mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Nhìn chung, đây vẫn là một trong những lựa chọn hấp dẫn phân khúc SUV 7 chỗ, phục vụ gia đình và công việc.